chào mừng các bạn đến với tin tức giáo dục, thể thao giải trí tổng hợp. Mời các bạn tham khảo điểm chuẩn tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 với hai phương thức tuyển sinh: xét điểm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét điểm học bạ. Đầu tiên, xin mời các bạn xem điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Xin mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi Thể thao Giải trí Tổng hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi Thể thao Giải trí Tổng hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi Thể thao Giải trí Tổng hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi Thể thao Giải trí Tổng hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.